Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho bản tin chào buổi tối của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Hôm nay không chỉ là một ngày thứ sáu như bao ngày thứ sáu khác, mà còn là ngày mà ở khắp nơi ở miền Bắc chúng ta đang chịu ảnh hưởng của mưa bão do ảnh hưởng của bão số 3. Và hãy đồng hành cùng với chúng tôi trong 30 phút sắp tới để không chỉ cập nhật những thông tin về bão mà còn nhiều thông tin thời sự khác. Vâng, và thưa quý vị, như vậy là khoảng 14 giờ chiều nay thì bão số 3 có tên quốc tế là Dianmu đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình với sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Đây là một cơn bão mạnh có đường đi phức tạp, thay đổi hướng liên tục, thậm chí là còn đổi hướng ngay trước khi bão đổ bộ. Từ lúc mới hình thành cho đến thời điểm này, bão số 3 đã liên tục đổi hướng di chuyển từ hướng Tây đến Tây Nam, sau đó là Tây Tây Bắc. Cùng với đó thì càng gần bờ, bão càng mạnh thêm, nên các vị trí dự báo tâm bão đổ bộ liên tục thay đổi. Do đó, trưa nay, phạm vi ảnh hưởng của bão được dự báo từ Quảng Ninh đến Nam Định với trọng tâm là Hải Phòng, Thái Bình, thay cho phạm vi từ Hải Phòng đến Ninh Bình với trọng tâm là Thái Bình, Nam Định như dự báo trước đó. Dự báo là trong tối và đêm nay, bão di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc. Phải đến 1 giờ sáng mai 20 tháng 8 thì bão mới suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Bộ và sau đó là áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Các địa phương có gió mạnh cấp 8, cấp 9 vẫn là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình. Các tỉnh khác ở Đông Bắc Bộ và Nam Đồng Bằng và Thanh Hóa có gió giật mạnh cấp 6, cấp 8. Ngay tại thủ đô Hà Nội, gió giật mạnh cấp 6, cấp 8 sẽ kéo dài tới sau 19 giờ và mưa lớn còn tiếp tục xảy ra tới đêm nay. Nhìn chung, mưa lớn diện rộng vẫn tiếp tục diễn ra trên toàn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cho đến trưa mai mới bắt đầu giảm dần. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên từ chiều qua đến trưa nay, tỉnh Quảng Ninh đã bị mất điện trên diện rộng. Nhiều địa phương ở Hải Phòng, Thái Bình cũng bị mất điện do hệ thống điện lưới bị ảnh hưởng do mưa lớn. Mưa lũ lớn ở Sơn La từ tối qua cũng đã làm một người chết và nhiều tuyến đường bị ách tắc. Theo khuyến cáo, từ giờ cho đến trưa mai, người dân các địa phương nằm trong phạm vi ảnh hưởng của bão vẫn cần hết sức đề phòng, không nên ra ngoài đường khi mưa to gió lớn. Vâng, có thể thấy là phạm vi ảnh hưởng của cơn bão số 3 này là khá rộng. Ngay từ đầu thì đã được dự báo là từ các tỉnh Quảng Ninh cho đến tận Nghệ An, miền Trung. Và đến sáng nay khi mà bão đã gần cập bờ rồi thì khu vực ảnh hưởng vẫn còn kéo dài cho đến tận Thanh Hóa. Và hẳn là nhiều người đang băn khoăn là tại sao cơ quan dự báo lại đưa ra một cái khoảng dự báo rộng lớn như vậy. Tại sao không dự báo chính xác là tâm bão đi vào đâu để người dân có thể chủ động phòng tránh. Và khi bão ở xa dự đoán vùng ảnh hưởng rộng thì còn có thể hiểu được. Chứ khi mà nó đã vào đến sát bờ rồi mà dự báo như vậy thì rõ ràng là nhiều người sẽ rất là băn khoăn. Vâng, và trước khi trả lời câu hỏi này thì chúng ta cần phải phân biệt rõ giữa tâm bão đổ bộ và vùng ảnh hưởng của bão và nguy hiểm nằm ở đâu. Thông thường thì chúng ta chỉ chú ý thông tin về vị trí tâm bão đổ bộ và cho rằng đó là khu vực nguy hiểm và sẽ bị thiệt hại nặng nề nhất. Tuy nhiên, theo các nhà khí tượng thì tâm bão hay còn gọi là mắt bão với những cơn bão mạnh có dạng tròn với đường kính phổ biến là 30 đến 65 km lại chính là vùng trời quang mây tạnh. Còn vùng nguy hiểm nhất lại là các vị trí xung quanh mắt bão, nơi có những tường mây đối lưu dày đặc phát triển từ mặt đất lên tới trên cao. Hay nói cách khác là vùng ảnh hưởng trực tiếp trong bão. Như vậy là ngay cả khi tâm bão đi vào Hải Phòng thì không hẳn Hải Phòng là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất, mà các vùng lân cận như là Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định mới bị thiệt hại nặng nề. Và với cơn bão số 3 thì các chuyên gia nhận định là cơn bão này chưa đủ mạnh để chúng ta có thể nhìn rõ được mắt bão ở trên ảnh mây vệ tinh. Mắt bão có đường kính nhỏ hơn so với những cơn bão mạnh khác, cho nên mà vùng trời quang mây tạnh trong mắt bão thì cũng sẽ có phạm vi nhỏ hơn. Chính vì vậy mà hầu hết các khu vực nằm xung quanh mắt bão hay là tâm bão thì đều có mây đối lưu bao phủ dày đặc và có mưa to, gió giật rất mạnh. Và đó là lý do tại sao mà khu vực chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do bão số 3 là khá rộng, chứ không chỉ nằm trong phạm vi hai tỉnh thành mà tâm bão đổ bộ là Hải Phòng cũng như là Thái Bình.